Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ ba, mùng 10 tháng 6 năm 2014. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc khiếu nại Việt Nam đâm tàu Trung Quốc 1.400 lần. Philippines điều tra Trung Quốc xây dựng công trình trên đảo Trường Sa. Kính thưa quý khán thính giả, Trung Quốc đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc cáo buộc Việt Nam phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực khi tìm cách ngăn cản dàn khoan dầu HD 981 của Trung Quốc trên Biển Đông trong lá thư gửi tổng thư ký liên hiệp quốc Ban Ki-moon vào ngày hôm qua, Trung Quốc cho biết tàu Việt Nam đã đâm vào các tàu của Trung Quốc đến hơn 1.400 lần gần khu vực giàn khoan. Tân Hoa Xã trích lời phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Wang Minh nói rằng Việt Nam đã ngăn cản trái phép hoạt động của giàn khoan dầu và hành động như vậy đã làm nguy hại cho an toàn và tự do hàng hải tại khu vực này. Phía Trung Quốc cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên hiệp quốc chuyển thư phản đối này đến tất cả các thành viên của Liên hiệp quốc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho biết Bắc Kinh phải đưa vấn đề này lên Liên hiệp quốc để bảo vệ mình. Trong một diễn tiến khác có liên quan vào chiều ngày hôm nay, cục kiểm ngư Việt Nam cho biết các tàu của kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ tại khu vực giàn khoan khoảng 7 đến 10 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển mà Việt Nam đòi chủ quyền các tàu cá của Việt Nam cũng tiếp tục bám ngư trường cách giàn khoan khoảng 30 đến 40 hải lý. Theo cuộc kiểm ngư vào ngày hôm nay, Trung Quốc duy trì khoảng 120 tàu, trong đó có 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 43 tàu cá và 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan. Kiểm ngư cũng cho biết đã phát hiện 3 máy bay trinh sát của Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 300 đến 500 mét, một máy bay quân sự hoạt động tại khu vực này cũng theo cục kiểm ngư trong ngày hôm nay giàn khoan HD981 có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng đông đông nam. Đây là lần thứ ba phía Trung Quốc có biểu hiện dịch chuyển giàn khoan kể từ khi triển khai giàn khoan vào khu vực này hồi đầu tháng 5 vừa qua. Philippines cho biết đang điều tra về kế hoạch xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Chow nói nếu thông tin về kế hoạch xây đảo này là có thật, thì rõ ràng Trung Quốc đang có ý định làm thay đổi thực trạng trên biển Đông và làm biến đổi các đảo và bãi đá. Trước đó Manila cáo buộc Trung Quốc đang có các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng một đường băng trên đảo Gạc Ma mà Trung Quốc chiếm được từ Việt Nam vào năm 1988. Cuối tuần trước, tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc có ý định xây dựng căn cứ quân sự trên bãi chữ thập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nếu những thông tin này được kiểm chứng là có thật Philippines sẽ chính thức đệ đơn phản đối. Đan Mạch sẽ viện trợ 90 triệu đô la vốn hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015. Đây là thông tin được đại sứ Đan Mạch đưa ra tại buổi họp báo vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. So với năm ngoái, lượng vốn ODA của Đan Mạch cho Việt Nam đã giảm khoảng 20 triệu đô la. Đan Mạch cho biết, nước này sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển thương mại, đưa các công ty sang hoạt động tại Việt Nam hơn là viện trợ phát triển. Khoản viện trợ không hoàn lại 90 triệu đô được tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nước sạch, vệ sinh, văn hóa và các dự án quản trị công. Trước đó, Đan Mạch đã tạm ngừng giải ngân 3 dự án ODA cho Việt Nam có liên quan đến chống biến đổi khí hậu vì có nghi tiêu cực vào năm 2010. Theo đại sứ Đan Mạch tại buổi họp báo, vụ việc đã được giải quyết trọn vẹn. Đan Mạch là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam trong số các nước châu Âu, từ năm 1994 đến nay, Đan Mạch đã giúp Việt Nam trên 1 tỷ 300 triệu đô la, chiếm gần 25% tổng số vốn không hoàn lại của toàn bộ các nước châu Âu. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa tiếng net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do info Ngoài ra, quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnami.rfa.org. Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.